Bỏ chừng mà cắt đây. Đi ở đâu ấy? Vừa ăn mai tôn đường thừa. Tôn này cũng đẹp. Bốn cái cây bốn ấy rằng đàn nó có là thiếu nhiều, thiếu một cây như thế nữa. Người ta phải hàn một chân đâu, chân phải cách âm mấy phần nhỉ, cách mặt đất thì mấy phần nhỉ? Đây ông nhìn cái lỗ hàn thích chưa? Đây á, đây á, đây cái này gì? Đây hàn hàn tích là hàn ấy à, hàn inox à, sao hiện đại thế, sao giờ này vừa rẻ tiền lại hiện đại thế, sao nhà sơn thì đó, thế làm nhà làm sửa mấy cái nữa hả, hả, ngồi ra anh không bị gì, tai nạn ở đâu, thôi mua về làm sửa cơ khí cũng được, quan trọng gì, sơn ạ. Đảo ra, đảo mát sang bên kia. Cái đạn nó kẹt đây. Nó ghi rõ đây. Nó cái dấu cộng này ông. Nó ghi như này đúng rồi. Ôi trời, trời, bo tay. Ê, nó nói chuyện. Ô. Hàn được chưa? Nào, công trình 2.050.000. Máy này có 900. Thế là bộ đồ này chưa đến 3 triệu. Đấy, thì đã trở thành xưởng cơ khí được rồi. Bây giờ các bạn mà đầu tư xưởng cơ khí mà này quá rẻ so với cái xưởng cơ khí ngày xưa phải mua cái máy hàn biến áp biến thế, thì là cái máy hàn biến thế là rất là đắt tiền và rất là tốn kém. Nhưng giờ với công nghệ hiện đại giờ thì mọi thứ nó trở nên vô cùng rẻ. Máy Vespa thì 900 chạy quá khỏe, cắt quá đỉnh cao. Đấy, em mình có bán hàng đâu mình quảng cáo cái gì nhỉ?
Mày đứng ngay ở đấy không? Mày lùi đi. Đây, hôm nay con biết được bắn luôn này cho tôi. Thế nào nó đứng lên, không phải mua chiếc ếch chung quá ấy. Nó sập làm sao rồi, cũng không khỏe lắm. Thưa này, kìa, con này, này. Ừ, lấy biết đây, chị không biết đây. Nè, biết rồi. Biết bắn đâu, chị nhìn xuống bắn đây xuyên xuống. Không, mua anh kè không. Thank you.
Ê, ông ngoan, để tôi xem là nó có vừa không nè. Được chưa? Ui trời ơi, thế ông để chặn bếp ở trong nhà trên rồi. Đây là chặn bếp à? Ừ. Chúng ý như cái chặn bếp ga này, có bọn nhà trọ này. Nhà trọ có chặn bếp ga giống như này này. Đây. Số 5, chồng có ra đây gì đâu. Số 5, nó bị xong nhỉ, để đâu. Mà khác gì cái chặn bếp nhà người ta mang nhà trên nhà mình để đâu. Có đi sơn vào trông nó đẹp đẹp lên tí không, trông kinh lắm. To nổ thủ lô đấy kìa. Đây. Đi sơn là bắn gỗ đi. Đáng ra cái chặn bếp này là ai bảo ông mua cái này á? Hồi ông tự dưng xem trên mạng thấy thích trong cửa hàng này. Sao vậy? Số quá. Đi sơn vào nó đẹp đây xong rồi cho nó ấy đi xong không nhìn này xong giống chặn bếp lắm.